tốt nghiệp trường Học viện Kiểm sát, nhưng anh Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 1997, lại không đi theo con đường mình đã học, mà chuyển hướng nghiên cứu tìm tòi học hỏi để lên men mật ong. Ngọc Anh cho biết, mật ong lên men được sản xuất với quy trình khép kín. Sau khi mật ong được đưa về, sẽ qua máy lọc tạp chất, loại bỏ hết vi sinh vật gây hại và chất bẩn. Sau đó mật ong được cấy lợi khuẩn đến một thời gian nhất định, mật ong sẽ đủ hàm lượng lợi khuẩn đạt tiêu chuẩn, sẽ hoàn thành quá trình lên men. Để mật ong lên men đúng tiêu chuẩn thì quá trình lên men phải đủ nhiệt độ, thanh trùng bằng đèn UV để diệt khuẩn. Sau khi thành phẩm thì mật ong sẽ được chiết ra và đóng chai. Anh Đỗ Ngọc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Kim Long cho biết, mật ong lên men xuất hiện cách đây khoảng 7 năm và được phát hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu về thực phẩm ở nước ngoài. 2 năm trở lại đây, một số doanh nghiệp ở Việt Nam đã sản xuất được mật ong lên men thành phẩm. Do đó, đây là một ý tưởng đã có sẵn, nhưng sản phẩm chưa phổ biến. Sau một năm thử nghiệm, với số tiền đầu tư gần 200 triệu đồng để thực hiện nghiên cứu sản phẩm, cuối năm 2020, mật ong lên men Bon Bon chính thức ra mắt và chinh phục được khách hàng tại các thị trường lớn trong nước. Thông qua hệ thống cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, doanh thu của công ty trong 2 năm đầu khởi nghiệp đạt gần 3 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Trong quá trình mình sản xuất cái sản phẩm mật ong lên men này thì nguồn nguyên liệu đầu vào của mình thì mình trực tiếp liên kết với các hộ nông dân ở trong địa phương, trong xã và trong các xã lân cận trong huyện đấy. Thì để đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu thì mình đã ký kết cái hợp đồng hợp tác với lại các cái hộ sản xuất nuôi ong ở trên địa bàn. Thì từ lúc bắt đầu đến sản phẩm thì mình muốn mang tới một cái sản phẩm có giá trị, có chất lượng để giải quyết được những cái nhu cầu đang có trên thị trường hiện nay. Mật ong lên men được đóng chai theo thể tích nhất định, đóng nắp dán nhãn mác đã được đăng ký sản phẩm trí tuệ. Để người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng sản phẩm, người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR trên nắp chai là tất cả thông tin về sản phẩm sẽ được hiển thị. Thời gian gần đây thì là mình cũng đang có tham gia cái chương trình đó là OCOP của huyện tổ chức, thì do phòng nông nghiệp hỗ trợ, thì mình đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ huyện nhà cũng như là cụ thể là phòng nông nghiệp huyện Cường Búc đấy, đã giúp cho mình là hoàn thiện được hơn cái sản phẩm. Trong quá trình tham gia OCOP thì mình được hướng dẫn từ cái quá trình phát triển thị trường cũng như là các cái quy trình để quản lý quá trình sản xuất, giúp cho cái sản phẩm mình hoàn thiện hơn. Hiện nay, hình thức kinh doanh của Ngọc Anh chủ yếu thông qua kênh thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội, website với chức năng bổ sung hệ lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa. Hướng phát triển của mật ong lên men sẽ hướng tới kinh doanh tại các nhà thuốc để phục vụ chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm mật ong lên men của bạn Đỗ Ngọc Anh, sản phẩm lấy thương hiệu mật ong lên men Bon Bon là một sản phẩm mới của câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Cổng Búc hỗ trợ. Trong đó được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, của các phòng ban của huyện. Vừa qua thì đã được sản phẩm đánh giá là OCOP cấp huyện, tham gia sản phẩm cấp tỉnh thì được đánh giá là OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là một sản phẩm rất là uy tín và chất lượng, và một cái cách làm mới của các bạn trẻ thanh niên khởi nghiệp về địa phương, những cái sản phẩm mới và đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Ngoài việc làm kinh tế tư nhân, anh Vũ Ngọc Anh còn tạo công ăn việc làm cho 6 lao động ổn định, làm việc tại xưởng đóng gói, marketing sản phẩm. Sản phẩm mật ong lên men đã được Ủy ban nhân dân huyện đánh giá đạt sản phẩm OCOP cấp huyện trong năm 2022 và là một trong những sản phẩm của địa phương tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.